cho một cái mối quan hệ tuổi tác nó không thành vấn đề, đến với nhau cảm thấy thật là vui vẻ, hạnh phúc thì là happy thôi. Đúng rồi, nhây hoặc bác, em cũng là một con người như vậy, em cảm thấy là tính cách của hai đứa mình giống nhau. Em nhây như thế nào, bình thường em có nhây không? Tại vì em đang giả thùy mị đó. Khi mà mình tiếp xúc nhau nhiều hơn là ra ngoài đi em với anh quen nhau thì anh sẽ biết em nhây thế nào. Hàng hỏi không hay là Đạt hỏi hàng? Thường thì anh hay bắt đầu câu chuyện trước. Dạ, tại vì em nghĩ là con trai nên chủ động. Nhưng mà thường bắt con trai chủ động hoài, 10 lần thì cũng phải chủ động lại 2 lần đi chứ. Không. Đúng không? Không. Không. Không luôn. Đúng. Dạ, trường hợp Đạt nha, bạn gái mình sai đó, nhưng mà vẫn giận Đạt luôn, thì Đạt sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Bề ngoài em hay con nít lắm, nên là cái cách mà em dỗ bạn gái em cũng con nít. Em hay lộn mèo trước mặt bạn đó rồi. Ừ được á. Thì hỏi mấy bạn nữ nè, nếu mà người yêu như là bạn Đạt nè, lộn mèo quá hết giận không? Tại vì em biết lộn mèo rồi, anh lộn thì em lộn lại cho anh coi. Mình có thể vừa nói chuyện vừa lộn mèo luôn nếu Đạt muốn. Vừa lộn mèo luôn. Hơi mệt. Thì hơi mệt đó em. Anh thích đi du lịch, anh thích đi phượt với người yêu. Ý là em cũng thích đó. Cho em hỏi là bữa nay anh đến chương trình Tần Số Tình Yêu bằng phương tiện gì vậy? Anh đi bằng xe máy. Hèn gì, chạy thẳng vô tim em nè. Chạy thẳng vô tim em nè.